Chúng ta sẽ nói đến hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Xét hàm số y bằng fx có đồ thị C đầu tiên nó đến hàm số y bằng trị đối của fx. Đây là biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta sẽ chia làm hai trường hợp. Ta sẽ bằng fx khi x không âm. Ta sẽ bằng trừ fx khi fx bé hơn 0. Vậy, để ta suy ra được là gì? Giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành còn ta sẽ lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Ta sẽ giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành và sẽ lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm ở phía dưới. Sau đây là một ví dụ minh họa. Ta có đồ thị hàm số y bằng x. Đây là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Rồi, chúng ta sẽ xác định đồ thị hàm số y bằng trị đối của x bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía bên dưới trục hoành. Và chúng ta sẽ giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành, sẽ lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Và ta sẽ nhận được đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x. Ta nói đến hàm số tiếp theo. Hàm số y bằng f của trị tuyệt đối của x. Và đây là hàm có chứa dấu trị tuyệt đối nên chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp khác nhau. Đó chính là nó sẽ bằng fx khi x không âm. Và nó sẽ bằng f của trừ x khi x bé hơn 0. Chúng ta sẽ xác định được đồ thị hàm số y bằng f trị tuyệt đối của x bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên phải trục tung qua trục tung sau đây là ví dụ. Ta có đồ thị hàm số y bằng x trừ 1 bình phương. Chúng ta xác định bằng cách định tiến đồ thị hàm số y bằng x bình phương qua bên phải một đơn vị. Và chúng ta sẽ có được đồ thị hàm số y bằng x trừ 1 bình phương. Bây giờ, để xác định đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 tất cả bình phương, thì chúng ta làm bằng cách chúng ta sẽ lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía bên phải của trục tung. Ta lấy đối xứng qua phía bên trái trục tung. Nó có mang đến chất đối xứng nhau. Và từ đây ta sẽ thu được đồ thị của hàm số
y bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 tất cả bình phương. Trường hợp cuối cùng, ta xét hàm số y bằng fx sẽ bằng trị tuyệt đối của x trừ m nhân cho gx. Ở đây, đây là hàm chỉ đối giá trị tuyệt đối, ta sẽ chia thành hai trường hợp, sẽ bằng x trừ m nhân cho gx khi x lớn hơn hoặc bằng m, và nó sẽ bằng trừ của x trừ m nhân cho gx khi x bé hơn m. Chúng ta xác định đồ thị hàm số này bằng cách chúng ta giữ nguyên phần đồ thị. Ở bên phải đường thẳng x bằng m, lấy đối xứng qua trục hoàn phần đồ thị ở phía bên trái đường thẳng x bằng m. Ví dụ, ta có đồ thị hàm số y bằng x nhân x trừ 1 là một parabol đi qua điểm 0, 0 và 0, 1. Chúng ta xác định đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x nhân cho x trừ 1 bằng cách chúng ta giữ nguyên phần đồ thị nằm phía bên phải đường thẳng x bằng 0, chúng ta lấy đối xứng qua trục hoàn phần đồ thị ở phía bên tay trái đường thẳng x bằng 0. Và ở đây chúng ta đã có được đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x nhân x trừ 1.